Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 15 tháng 8 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý khán thính giả thân yêu luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị bài bình luận với tựa đề sau đây. Cửa hàng California Nordstrom bị cướp giật chớp nhoáng, mất từ 60.000 đến 100.000 đô la. Tucker phát video Twitter tập 16 giải mã phòng thí nghiệm sinh học ở California và Ukraine. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, một cửa hàng Nordstrom ở Los Angeles đã bị một đám đông gồm hơn 30 người vào cướp giật hôm thứ Bảy. Các nghi phạm lấy đi túi hàng hiệu và quần áo trị giá gần 100.000 đô la. Video được quay từ bên trong cửa hàng cho thấy một nhóm từ 30 đến 50 người mặc áo nỉ có mũ trùm đầu. Các nghi phạm được nhìn thấy bên trong cửa hàng bách hóa khi họ chạy ra cửa phía trước với những chiếc túi trên tay, vơ vét bất cứ thứ gì có thể nắm được dù chúng đang vướng mắc trên giá kệ món đồ. Đài Fox 11 ở Los Angeles báo cáo rằng, cảnh sát cho biết trung tâm mua sắm đã không được sơ tán, mặc dù một người đàn ông bị xịt thuốc cây chống gấu đã được các nhân viên y tế điều trị. Đây là flash mob, cướp giật chớp nhoáng, thứ hai diễn ra tại quận Los Angeles trong tuần qua. Vào ngày 8 tháng 8, một nhóm trộm đã được nhìn thấy trên video khi chúng chạy trốn khỏi một cửa hàng Yves Saint Laurent ở Glendale, California giữa ban ngày, lấy đi một lượng hàng hóa trị giá ước tính là 300.000 đô la. Sau khi cả nhóm rời khỏi cửa hàng, họ lên những chiếc xe đang đợi gần đó. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã đưa ra một tuyên bố về đám đông cướp giật chớp nhoáng tại Nordstrom vào hôm thứ Bảy. Những gì xảy ra hôm nay tại Nordstrom ở Topanga Mall là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bà cho biết, những người thực hiện các hành vi này và các hành động tương tự ở các khu vực lân cận phải chịu trách nhiệm. Sở Cảnh sát Los Angeles sẽ tiếp tục không chỉ tìm ra những người chịu trách nhiệm cho vụ việc này mà còn ngăn chặn những cuộc tấn công nhằm vào các nhà bán lẻ này xảy ra trong tương lai. Thưa quý vị, California giống như là nhiều tiểu bang khác đã chứng kiến những vụ cướp giật trắng trợn trong những năm gần đây, một xu hướng gia tăng trong đại dịch Covid-19. Tucker phát video Twitter tập 16, giải mã phòng thí nghiệm sinh học ở California và Ukraine. Thưa quý vị, hôm thứ Hai, Tucker Carlson tiếp tục trở lại và đã phát hành video tập 16 trong series Tucker trên Twitter của mình. Trong tập này đã có sự xuất hiện lần đầu tiên với ứng cử viên Tổng thống đảng Dân Chủ Robert Kennedy Jr. Ông đã cởi mở khi nói về yêu cầu được cơ quan mật vụ bảo vệ. Chính quyền của Biden vẫn chưa cung cấp cho chiến dịch của anh ấy sự bảo vệ của Sở Mật vụ. Robert cho biết, sau một số yêu cầu, họ đã không nhận được phản hồi sau 100 ngày. Cha và chú của Robert đều bị ám sát. Robert nói với Tucker rằng anh ta đã nhận được nhiều lời dọa giết. Ông cũng thảo luận về lập trường của ông về chiến tranh ở Ukraine và vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy của chú ông. Nói rằng, Hoa Kỳ có vũ khí sinh học ở Ukraine vì chúng tôi đang chế tạo vũ khí sinh học. Thưa quý vị, Ukraine và Trung Quốc là hai cái tên gắn liền với đại án tham nhũng của cha con ông Joe Biden. FBI hiện đang điều tra phòng thí nghiệm COVID ở California, nghi dính líu đến chiến tranh sinh học của Trung Quốc. Như đã đưa tin, ngày 6 tháng 6 năm nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố một báo cáo cho biết đã phát hiện một phòng thí nghiệm của công ty Trung Quốc tại một nhà kho bỏ hoang đang lưu trữ ít nhất là 20 nguồn lây nhiễm tiềm tàng, bao gồm virus viêm phổi Vũ Hán, HIV, viêm gan và herpes, cùng với 800 hóa chất đáng ngờ. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra. Vào tháng 3 năm nay, khi kiểm tra các đường ống tối màu, các quan chức thực thi pháp luật ở thành phố Ridley, trung tâm California, đã tình cờ thu giữ được một thiết bị thí nghiệm virus viêm phổi Vũ Hán được giấu trong một nhà kho bỏ hoang, được sử dụng để sản xuất thuốc thử viêm phổi Vũ Hán và các thuốc thử khác. Ngoài các mẫu mô, huyết thanh và các chất dịch cơ thể khác, còn có một lượng lớn các chai chất lỏng không nhãn mác và hàng ngàn con chuột thí nghiệm, tất cả đều bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, do vị trí gần căn cứ hải quân quan trọng của Hoa Kỳ, vụ việc đã thu hút sự chú ý của Quốc hội. Sau khi FBI điều tra, công ty thuê nhà kho hiện tại là Prestige Biotech, một công ty Trung Quốc đã đăng ký tại bang Nevada nhưng không có giấy phép kinh doanh tại California. Vào tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, người đại diện cho quận 20 của California, nhấn mạnh rằng Vụ việc này rất đáng lo ngại vì vị trí của nó nằm trong vườn Fresno, nơi có căn cứ hải quân Lemoore, có thể có một âm mưu lớn hơn đứng sau vụ này. Ông yêu cầu Ủy ban đặc biệt của Trung Quốc hội về chiến lược Hoa Kỳ-Trung Quốc chú ý hơn và theo dõi tiến trình hành động của FBI. Tờ California Global cũng đặt câu hỏi trong báo cáo về việc này rằng vì sao một công ty Trung Quốc lại sản xuất trái phép thuốc thử xét nghiệm COVID ở đây? Những thuốc thử này được sử dụng ở đâu? Họ là một nhóm y tế hay là bệnh viện? Phòng thí nghiệm này có tồn tại độc lập hay không? Ai ủy quyền cho nó? Chuyên gia phân tích tiến sĩ Lâm Hiệu Húc, cựu chủ nhiệm khoa virus học tại Viện Nghiên cứu Quân đội Mỹ nói rằng, ông tin những đánh giá từ nội dung điều tra do Sở Y tế Cộng đồng Fresno công bố còn gây sốc hơn, trong đó bao gồm hàng trăm con chuột biến đổi gen cũng như là một nguồn lây nhiễm virus. Thông thường, những loại thuốc thử này nếu được sản xuất hay làm thí nghiệm trên chuột bạch thì nên thực hiện ở phòng thí nghiệm một cách bài bản hơn và phải đạt được mức an toàn sinh học nhất định. Khi chúng bị phát hiện trong một nhà kho thô sơ, vi phạm các quy định cơ bản về quản lý phòng xét nghiệm, bản thân vụ việc đã đe dọa nghiêm trọng đến an toàn sức khỏe cộng đồng. Thứ hai, công ty Prestige Biotech còn tiếp quản một số mẫu sinh học còn sót lại từ UMI đã phá sản. Điều này cũng thiếu đạo đức cộng đồng nghiêm trọng. Việc chất đống bừa bãi các vật liệu sinh học bất hợp pháp cùng với việc hàng trăm con chuột biến đổi gen bị bỏ mặc sẽ gây ra mối nguy hiểm to lớn cho người dân tại địa phương. Vì sao hai công ty này lại giao dịch một cách tùy tiện như vậy? Mục đích của UMI là gì khi lưu trữ một lượng lớn chuột thí nghiệm và mẫu thuốc thử sinh học? Vì sao họ lại thực hiện trong phòng thí nghiệm động vật? Thưa quý vị, ngay cả khi muốn sử dụng những vật liệu này để sản xuất thuốc thử phát hiện nhanh chóng các kháng nguyên COVID-19, UMI có kiểm tra xem chúng có đáp ứng các thông số kỹ thuật nghiên cứu và phát triển sau khi chuyển chúng cho Prestige Biotech hay không? Hay lại là như các điểm sản xuất dầu ăn làm từ rác thải của Trung Quốc, tùy ý dán nhãn hiệu, bán hàng nhái, hàng kém chất lượng, giả danh hàng thực, rồi tung ra thị trường bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng. Chỉ cần nhìn vào cách xử lý của Prestige Biotech, chúng ta cũng có thể biết rằng công ty này không có đủ năng lực nghiên cứu và phát triển. Người được cho là chủ sở hữu của công ty, ông Trương Bạch Thụy, đang ở bang Nevada. Ông là một nhà lãnh đạo Hoa Kiều tại địa phương và cũng có thể là thành viên của mặt trận thống nhất của đảng độc tài Trung Quốc. Thưa quý vị, cũng giống như ở Trung Quốc đại lục, nhiều công ty sản xuất một túi thuốc thử hỗn hợp nhằm mục đích giành được các nguồn lực của chính phủ, miễn là nhận được đơn đặt hàng, chúng sẽ được tung ra thị trường bất kỳ kết quả kiểm tra có chính xác hay không. Vì vậy, bản thân của điều này đã là một vấn đề lớn và rất trái đạo đức. Về mặt sản xuất vũ khí sinh hóa, ông Lâm Hiệu Húc tin rằng có thể tồn tại một giả thuyết như vậy, bởi trước đó một công ty của Trung Quốc đột nhiên chạy đến bang Florida đã nói rằng họ sẽ mua đất để xây dựng một phòng thí nghiệm động vật lớn. Vậy mục đích của họ là gì? Tuy nhiên, phòng thí nghiệm virus Vũ Hán của Trung Quốc đang đàm phán hợp tác với quân đội Pakistan để thành lập một phòng thí nghiệm sinh hóa. Điều này quả thực rất đáng lo ngại. Ông Lâm Hiệu Húc tin rằng trong một thời gian dài, Hoa Kỳ đã không quan tâm đầy đủ đến tham vọng chiến tranh sinh hóa của Trung Quốc và đánh giá thấp mức độ tà ác của đảng này. Ví dụ, Tổ chức Nghiên cứu của Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ cho các nỗ lực giúp đỡ nhiều quốc gia, gồm cả Trung Quốc, thiết lập hệ thống giám sát mầm bệnh. Cách làm này có vẻ lý tưởng, nhưng ở một mức độ nhất định, việc này tương đương với truyền bá công nghệ tiên tiến ra thế giới và cho phép những kẻ khủng bố tìm hiểu thêm nhiều kênh có được công nghệ đó. Vậy nên, điều này rất nguy hiểm. Thưa quý vị, tất nhiên một số thành viên của Quốc hội hiện đang đề xuất các dự luật, hy vọng rằng các trường đại học, cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, v.v. của Mỹ sẽ không cung cấp vốn cho Trung Quốc trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu tăng cường chức năng nào hoặc nghiên cứu giao diện não, máy tính nguy hiểm. Các chính sách điều tiết trong các lĩnh vực này cần được tiếp tục củng cố hơn. Cuối cùng, thay cho một lời kết, Emily và Cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Times. Kính chúc cho quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.